Hôm trước chúng ta đã dừng lại ở đây, bây giờ mình tiếp tục tối ưu cái kênh của mình bằng cách là chúng ta nhấp vào video. Sau khi đăng cái video lên thì chúng ta xem là chúng ta nhớ bình luận ở đây, có thể là đăng ký kênh hoặc là hãy bình luận bên dưới hoặc là để affiliate link ở đây. Chúng ta cũng có thể để affiliate link của mình ở trong cái phần bình luận, bấm comment nó rồi ghim cái bình luận lên. Đấy thì cái bình luận của chúng ta có thể nó chưa có vô. Mình tải lại xem. Đấy, chúng ta có hai bình luận, chúng ta có thể ghim cái này hoặc ghim cái này. Mọi người có thể ghim nó vô. Ping nó, bởi vì ở trong cái Vic IQ mà đợt trước ấy mình cài vô thì mình thấy là nó bảo là mình hãy ghim một cái bình luận lên. Ping a comment, ping comment đấy. Rồi bây giờ chúng ta hãy share nó trên social media. Thì chúng ta sẽ có những kênh mà chúng ta share. Chúng ta share nhiều thì cái video của chúng ta được đánh giá cao. Bây giờ mọi người sẽ thấy đó là có blog nè, có LinkedIn, có Twitter, có Facebook, có Pinterest. Xem còn gì mà thông dụng chúng ta hay tạo nữa không? Tạm thời là các kênh này. Đầu tiên là chúng ta hãy tạo cho nó một cái tài khoản Pinterest. Thì mình xem thử là tên Bing của chúng ta hiện tại là Hường đang đăng nhập bằng tài khoản nào đây. Setting của tài khoản nào đây. Ok, bây giờ mình mọi người hãy lên tạo một cái tài khoản tên Pinterest rồi đăng nhập vào cái trình duyệt này. Khi mà share thì nó sẽ tự động share. Còn nếu mà ai chưa có tài khoản Pinterest ấy, thì mình sẽ sign up nó. Tức là mình sẽ đăng ký nó một cái tài khoản. Lên đây bấm vào sign up rồi chúng ta để cái email của mình và cài được password. Ví dụ Hường để cái email này vô. Rồi. Tạo một cái password. Tuổi. Ví dụ như mình để là 30 chẳng hạn. Continue. Ok, nó đã tạo cho mình một cái tài khoản rồi. Đó, chúng ta thêm một vài cái yếu tố nữa cho nó uy tín. Rồi, ok. Chọn những lĩnh vực mà chúng ta quan tâm. Bây giờ cái sản phẩm của mình là đang về ngách sức khỏe nên là chúng ta hãy bấm vào những cái chủ đề liên quan tới sức khỏe. Để nó đề xuất những cái bài liên quan tới sức khỏe là chúng ta có thể tham khảo. Sức khỏe. Chọn một số cái thôi. Không cần phải quan trọng cái này. Wood care. Makeup nutrition. Skin care chẳng hạn. Eyes. Đã chọn lấy ví dụ không cần phải làm tất cả. Rồi bấm trên. Xong, chúng ta đã có một cái tài khoản Pinterest rồi. Ở đây mình hãy đăng nhập vào đây. Hường tạo mới luôn. Giờ đăng xuất cái này ra. Log out nó ra. Đăng xuất vào cái tài khoản mà Hường vừa mới tạo. Ví dụ như lưu nó. Rồi ok, Hương vừa mới tạo tài khoản này rồi. Thì khi mà chúng ta bấm share vào Pinterest ấy, thì nó đã đăng nhập sẵn cho chúng ta. Mình có thể tạo ra một cái board, một cái bảng mới. Ví dụ như cái này nó liên quan tới bệnh cao huyết áp thì chúng ta có thể là để cái tên nó lower blood pressure đi. Đó. Create đó. Rồi chúng ta đã lưu.
nó là lưu cho mình trong cái bản tính. Nó tóm lại là mọi người cứ làm như Hường đi, nếu mà trong trường hợp mình chưa hiểu nó là cái gì. Ok, chúng ta đã share tên Pinterest rồi, lần sau chỉ cần bấm share thôi, không cần phải tạo tài khoản đăng nhập lung tung đâu. Rồi bây giờ mình share trên Twitter. Bây giờ mình sẽ sử dụng một cái tài khoản, để một cái số điện thoại để mình đăng ký Twitter. Ví dụ như là mình dùng một số điện thoại, nó là ok, mình à đây là sign up rồi, mà đây là login rồi, chúng ta sign up đăng ký. Ví dụ đăng ký tên là Harold Kara, số điện thoại 84 938 11 00 90 đi. Rồi mình chọn đại một cái ngày tháng năm sinh nào đấy phù hợp, trên 30 tuổi thì càng tốt. Ví dụ như Hường lấy là tạm là ngày này đi. Rồi, bấm next. Customize. Ok, next. Rồi, sign up. Verify, nó bảo là xác nhận, bây giờ nó sẽ gửi mã tới số điện thoại mình. Bấm ok. Rồi chúng ta xem nó sẽ gửi tới số điện thoại của mình. 409082. Rồi chúng ta sẽ tạo cho nó một cái mật khẩu. Rồi, lưu nó luôn. Sau khỏi phải đăng nhập. Skip. Bây giờ mọi người có thể tải kiếm một cái hình ảnh đại diện tải lên, hoặc là tạm thời skip nó. Nếu mà muốn hình ảnh đại diện thì tốt nhất là chúng ta sử dụng luôn cái logo của cái kênh YouTube hôm trước mình đã tạo. Cái logo hôm trước đâu rồi? Đây rồi. Đây. Vẫn còn lưu lại ở trên Canva thì tải nó xuống. Ok, bây giờ mình sẽ để logo lên. Logo lên Twitter. Bấm vào nó, kiếm cái vừa tạo xuống. Ok. Rồi apply nó. Next. Rồi, để viết theo dòng mô tả. Mô tả thì mình có thể là, nếu mà cái sản phẩm của chúng ta mình đang quảng bá cái sản phẩm là cao huyết áp ấy, mình có thể là để cái bio nó là cao huyết áp. Đấy, tuy nhiên là sau một thời gian mình quảng bá nhiều cái sản phẩm hơn thì mình sẽ đổi cái bio của nó. Rồi ok. Skip, không cần, chưa cần chọn bây giờ. Rồi next. Allow skip for now, tức là mình bỏ qua cái bước này ạ. Rồi ok, chúng ta đã có một cái tài khoản Twitter và đăng nhập vào tài khoản Twitter. Bây giờ mình sẽ share lại đi. Share lại, ở đây bấm vào nút chia sẻ, bấm vào cái chữ Twitter. Rồi nó đã đăng nhập sẵn rồi, chúng ta bấm vào tweet, có nghĩa là chúng ta đang share lên tweet. Rồi ok, nó limit some your account feature. What's happened? Witness, please pass Google Capture Challenge. Verify. Tóm lại là tài khoản mình mới nên nó yêu cầu xác nhận một số thứ. Và chúng ta bấm vào đây để bắt đầu này. Tôi không phải là robot. Nó sợ mình tạo bằng máy á. Rồi xác nhận cái số điện thoại. Bây giờ mình sẽ... Nó sẽ gửi cho mình một cái mã code. Mình sẽ điền vào đấy. Rồi ok. 503715. Xem cái điện thoại của bạn đó nha. Rồi ok, continue with Twitter. Ok, mình đã share xong ở trên Twitter đầu tiên. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ có đã share trên Twitter, đã share trên Pinterest. Bây giờ mình sẽ share lên Blogger nha. Mình sẽ tạo một cái blog. Bây giờ đây là một cái blog đã có sẵn. Bây giờ Hường sẽ tạo cái blog khác. Vì mình tạo từ đầu luôn cho mọi người hình dung. Mọi người có thể bấm vào đây để tạo một cái blog mới. Bấm vào chữ tạo blog ở đây. Bây giờ mình tiêu đề cho cái blog mình tạo ấy. Ví dụ như mình để cùng với cái tên của cái kênh YouTube của chúng ta. Healthcare, bấm vào tên. Ví dụ như là tên domain của mình là BSUST. Rồi ok. Rồi thử nó có chưa? Ok, nó được. Nó chấp nhận cái tên này.
Nếu mà mình chọn một số tên khác nó không cho, bởi vì là có ai đó đã chọn rồi thì vẫn lưu lại. Ok, chúng ta đã có một cái blog thương hiệu tương ứng với healthcare. Bây giờ tạm thời mình bỏ qua cái việc cài đặt cái blog này, chúng ta cứ tạm thời share lên blog đi. Nếu muốn có thời gian thì chúng ta sẽ vô vào vô vô để cài đặt sau. Đấy, chúng ta chọn cái blog phù hợp nha. Mình đã tạo lên healthcare, mình share lên healthcare rồi. Ok, bấm vào xuất bản như vậy thôi, không cần phải suy nghĩ nhiều đâu, bấm vào xác nhận rồi. Ok, mình đã có share lên cái blog đầu tiên rồi, tắt đi. Bây giờ mình xem là ở đây mình còn chưa share lên cái nào nữa. Pinterest, LinkedIn đi. Vì LinkedIn mình cũng chưa có tài khoản, bây giờ mình sẽ tạo một cái tài khoản. Bây giờ mình bấm vào nút là Join Now, rồi điền cái số điện thoại của mình vô, rồi mật khẩu. Green, để tên của mình vô. Intercourse do mang về phone, mình coi thử là cái điện thoại mình nhận được cái tin nhắn nào hay không. Ok, Hường vừa nhận được tin nhắn từ LinkedIn 033 769. Rồi, chúng ta để thành phố lưu nó lại luôn, khỏi mất công đăng nhập. Ví dụ như Hường đang ở Hồ Chí Minh, Việt Nam đi. Rồi, next. Job title, ví dụ như là ví dụ như mình để là health, chăm sóc sức khỏe đi. Health coach đi. Rồi, mình company, mình để một cái tên company nào đấy. Ví dụ là health. Rồi, industry, ngành công nghiệp nào. Mình chọn cái ngành của mình, nó liên quan tới sức khỏe chẳng hạn. Chăm sóc sức khỏe. Trong cái này cũng không có phải nhất thiết là đúng lắm. Musician, not fitness level. Nào cho phù hợp đây. Retail đi, bán lẻ thì cũng được. Continue. Rồi, với phần new job, bạn đang muốn tìm kiếm một công việc hay không? Not now. Rồi, ok. Skip. Skip. Nếu mà nó hỏi nữa thì mình cứ bấm skip thôi. Ok, bây giờ mình sẽ chọn một vừa vài người bạn để kết nối. Online. Display. Mình kết nối nó liên quan tới nước Mỹ một tí. Để mà mình sẽ có đề xuất người bạn từ bên Mỹ. Connect. America này, Mỹ này. Thế tóm lại là chọn một vài người bạn người ở bên Mỹ sẵn. Rồi tạm thời như vậy thôi, đơn. 21 mình tìm thêm. Rồi bấm skip. Rồi ở đây cũng tương tự, add photo. Mình có thể add cái logo của mình vô. Rồi, mình điều chỉnh nó, zoom nó lên, lưu nó lại, rồi continue, rồi để skip luôn, mình xác nhận rồi. Ok, bây giờ mình đã có cái tài khoản, nó bảo là mình follow mấy cái này đi, thôi finish nó, muốn follow mai mốt vô tài khoản follow. Bây giờ mình tạm thời mình tập trung vào cái việc share. Như vậy thì tới đây mình tạo xong tài khoản thì mình sẽ share cái video vừa rồi lên đây, bấm vào share bot, rồi bấm bot, mình cứ share lên cái tài khoản
in này thôi. Bởi vì là trên LinkedIn thì sau một thời gian mình post bài liên tục và mình đặc biệt là viết phần mô tả thì cái video của mình có khả năng sẽ lên top được Google thông qua post lên LinkedIn. Rồi kia còn một cái nữa là share thông trên LinkedIn rồi chúng ta bắt đầu lên Facebook. Bây giờ đây là một cái tài khoản Facebook. Ví dụ như mọi người có một cái tài khoản bên nước ngoài nào đấy và hôm trước đã tạo một cái tài khoản tên nước ngoài rồi. Mọi người có thể share cái này lên đấy và kết bạn với một vài người nước ngoài. Tạm thời Hường sẽ share lên đây. Lên đây đi. Còn không thì mọi người có thể tạo một cái tài khoản Facebook cá nhân tên nửa tiếng Anh nửa tiếng Việt thì dễ tạo nhất. Tuy nhiên là mới tạo thì không đăng gì được. Thông thường mới tạo và đăng nhiều quá nó sẽ bị block. Nên một tài khoản Facebook muốn đăng được thì mọi người cần phải nuôi và duy trì nó phải 1 2 tháng đi đã. Ok, post share nó. Thế như vậy Hường vừa mới thực hiện xong cái việc là share cái video này lên mạng xã hội. Share cái video này lên mạng xã hội mình sẽ thấy là mình sẽ share rồi. Đấy, có thể nó chưa cập nhật thôi. Rồi chúng ta sẽ cài thẻ và màn hình kết thúc. Cái phần mô tả nó bảo là hơi ngắn này. Còn cái tiêu đề hơi dài, không sao, tiêu đề hơi dài cũng không vấn đề gì. Bây giờ cái phần mô tả hơi ngắn và cái thẻ, gắn thẻ và màn hình kết thúc. Thì chúng ta sẽ quay lại cái phần chỉnh sửa. Thì mình sẽ cài cái màn hình kết thúc vô. Thẻ, thẻ là cạc này, màn hình kết thúc end screen này, bấm vào đây. Màn hình kết thúc thì có nghĩa là kết thúc video nó sẽ giới thiệu đến cái video nào. Thì bây giờ mình bấm vào đây. Thì tạm thời là nó sẽ tạm thời là kết thúc là nó thứ nhất là cái đây là cái kênh nó bảo là đăng ký kênh bấm vào đây đăng ký kênh và cái thứ hai nữa là cái danh sách phát thì mình chưa có danh sách phát thì tạm thời mình để ra đi mình tạo một cái danh sách phát đi tạo danh sách phát ví dụ như mình cái kênh này mình có rất là nhiều cái sản phẩm thì chúng ta đây là bệnh mình tập trung vào sale cao huyết áp trước thì bây giờ mình sẽ để một cái danh sách nó tên là mình để luôn với cái từ khóa đây. Có nghĩa là ở trên đây mình có đang muốn sale cái từ lower blood pressure thì mình sẽ tạo một cái danh sách phát nó tên là này luôn để mà cho mình sale nó. Mình sale cái từ khóa này. Rồi ok tạo nó. Và chúng ta cho cái video này nằm trong danh sách phát này, lưu nó lại. Rồi bây giờ màn hình kết thúc của nó, bây giờ mình chọn là có 2 cái video. Video bây giờ kênh của mình thì nó chỉ có 1 video thôi nên tạm thời cái việc mà đề xuất cái video thì mình tạm thời để là video phù hợp nhất với người xem danh sách phát thì mình để cái danh sách phát mà mình vừa tạo đi hãy lưu nó lại rồi ok và thẻ thẻ tức là cái mà nó xuất hiện đang xem thì nó xuất hiện một cái dòng chữ ấy. Thì chúng ta thể hiện giống như kiểu mình đề xuất cái danh sách phát này hoặc đề xuất cái video nào đấy. Bây giờ mình tạm thời đề xuất cái danh sách phát thôi, mình chưa có video nào khác. Lưu nó lại. Rồi xong, chúng ta đã có một số cái cài đặt ở trên cái video này. Giờ bấm vào cái video. Lại. Thì chúng ta sẽ thấy còn cái gì để điều chỉnh nữa. End screen. Cái mô tả. Bây giờ chúng ta viết thêm phần mô tả của mình vô. Ví dụ như là ở đây là phần mô tả tải nó lại. Phần mô tả là mình viết là for media. Follow tôi trên social media. Thứ nhất là trên Facebook. Facebook thì chúng ta sẽ để một cái fanpage vô. Còn trên Twitter thì chúng ta để cái tài khoản Twitter hồi nãy Pinterest. Rồi chúng ta sẽ có là tốt nhất là nếu mà có tốt thì có tên Instagram. Và có blog. Có gì nữa? YouTube, Instagram, LinkedIn. Còn gì nữa không? Thế tạm thời là nhiêu đấy. Bây giờ mình sẽ để cái link Facebook thì mình sẽ tạo một cái fanpage mình để đây.
Twitter thì tài khoản hồi nãy. Bây giờ mình quay trở lại Twitter của mình. Để lên vào twitter.com. À, đây, mình sẽ vào cái Twitter của mình, riêng của mình đây. Và edit profile, sửa thành cái tên. Đây có ảnh bìa nữa, mình chưa có ảnh bìa. Thôi mình có thể tải cái ảnh bìa ở trên cái kênh của mình đi. Lấy cái ảnh bìa này. Coi thử trong Canva hôm trước mình có lưu không? Đây trong Canva hôm trước mình thiết kế nó đây. Rồi tải cái ảnh này xuống. Rồi chúng ta sẽ cho nó ảnh bìa vào đây luôn. Edit profile. Cho ảnh bìa lên. Open bình nó. Rồi ok tạm thời đi. Apply nó. Healthcare bio location website. Luôn đó. Rồi đây là cái link của Twitter của mình có thể để đây. Đấy. Rồi Pinterest. Pinterest. Pinterest đi. Bấm vào chữ pin. Vào tài khoản cá nhân của mình. Widget offer. Đúng rồi, mình edit nó đi. Setting. Mình cài đặt nó photo. Change mình tải cái logo của mình lên này. Name. Name thì mình có thể là để username. Tên này có thể là bị lấy rồi. Ồ vẫn được. Rồi, mô tả nó. Nếu mà trong trường hợp mình chưa có gì mô tả thì mình cứ copy này mình bỏ vô. Mai mốt là mình có nhiều sản phẩm hơn thì mình sẽ lên đây mình sửa nha. Dài quá rồi. Vậy thôi. Cũng không được. Rồi ok. Để website mình chưa có tạo website, tuy nhiên là mình sẽ tạo sớm để vào đây rồi lưu nó lại. Username đã có người lấy rồi thì bây giờ mình sẽ để nó báo này, nên là mình sẽ đổi thành một cái tên khác, dụ như tên này chắc không ai lấy. Ok, đã xong. Chúng ta đã lưu lại profile location. Lưu nó lại rồi. Rồi thì bây giờ mình đang làm để cái link của Twitter vô thì để cái link của Pinterest vô. Chúng ta bấm vào đây. Rồi. Đây là cái tài khoản cá nhân của mình tải nó lại xem. Xem thử cái tên mình vừa đổi đâu rồi. Mình vừa đổi cái này và thử ra cái trang của mình không. Rồi ok, đã ra cái trang của mình. Vậy nên là cái này mình đã có thể lấy cái tên là pinterest.com/best-tips rồi. Instagram chưa có, blogger blogger.com.
Để vừa tạo thì chúng ta đã có cái block nó tên là cài đặt nó đổi cái block mới tạo. Ok, bấm vào cài đặt ngôn ngữ mô tả địa chỉ block đây, block của chúng ta đây. Rồi, link in. Thì chúng ta vào cái trang cá nhân của Healthcare, mình sẽ thấy là đây là cái địa chỉ của mình. Để mình có thể edit xem. Current position. Contact. Và tạm thời mình cứ để cái link này đi đã. Ok, Instagram cái này mình chưa tạo. Nếu mình chưa tạo thì xóa nó đi. Fanpage hôm sau tạo rồi bỏ nó vô sau. Rồi chúng ta sẽ viết viết một vài câu với những cái từ khóa này. Bây giờ nếu mà mình chưa biết viết ấy thì mình sẽ kiếm cách mình copy cái sản phẩm này. Thì nếu mà mình chưa biết viết thì tạm thời mình sẽ xem thử là trang sản phẩm nó có gì hay không. Mình có thể copy một vài dòng ở đây cho nó có mô tả. Rồi. Chúng ta có thể để mô tả của nó là những cái từ khóa như thế này. Tức là chúng ta viết bài nó có những cái từ khóa như thế này đấy. Thì copy nó bỏ đây. Không, bỏ đây thôi chưa đủ. Chúng ta nên viết bài và đặt câu với những cái từ này. Thay vì chúng ta để như thế này. Viết bài đặt câu thì nó sẽ tốt hơn. Điểm chất lượng của nó sẽ cao hơn. Ví dụ this video will show you, cái này có kinh nghiệm tiếng Anh một tí rồi, nếu không có kinh nghiệm tiếng Anh thì lên Google dịch you. Này ở vườn cũng không giỏi tiếng Anh, mình làm lâu rồi mình sẽ có kinh nghiệm thôi. How to drop high blood pressure. Mình sẽ thấy mình sẽ viết rồi là mình sẽ viết với từ khóa này đi. At home. Many people. How? Biết làm thế nào để dán cái từ này vô. How to lower pressure at home. Rồi mình sẽ this help you to. Đấy, tạm thời là mình cứ viết bài và đặt câu như thế. Mình nên viết dài dài ra và lặp lại cái từ khóa của mình. Tạm thời lưu lại như vậy đi. Ok, đã tối ưu cái video của mình thêm một chút rồi. Nếu các bạn đang xem thì nhớ để lại bình luận và like cái video này nha. Chia sẻ cái video này đến một cái nơi nào đấy mà bạn có thể xem lại một cách dễ dàng.
thay vì là phải lên kênh YouTube của mình kiếm lại thì rất là mất thời gian. Ok, nhớ xem video tiếp theo.